Hello cả nhà nhé, hôm nay em có mặt tại Long Tâm với quý anh chị, quý nhà đầu tư lô đất. Đây là mặt phía trước, đây là ngang nắm. Đây, em đi sâu vào phía trong. Tổng diện tích là 762 m², có 60 m ở đô thị nhé, ở phường Long Tâm luôn nhé cả nhà. Đây là rộng, xây dựng rất thoải mái nhé. Ở gần đường Nguyễn Văn Cư, cách đường Nguyễn Văn Cư khoảng tầm đấy, rất khá là rộng, đẹp, vị trí cũng ok, khoảng tầm 30 m ra tới đường Nguyễn Văn Cư, thuộc phường Long Tâm luôn nhé. Mời cái này làm nhé, rộng rãi thoải mái. Sẵn tận dưới đất luôn. Anh xây tường rào cao lên, khá là đẹp, rộng. Xây ra xương canh họ cột mốc hết rồi. Xương chắc cắt nhỏ ra, nhỏ ngang 5-6-30. Là đường dừa, đường trượt đất nhé, đường trượt đất khoảng tầm 8 m. Đi lại hướng đường con tốc, còn mình đi ra đây là khoảng 30 m là tới đường Nguyễn Cư. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, mọi người nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi các bất động sản theo.